Hello, xin chào 500 anh em, cô dì, chú bác đã quay trở lại kênh Really Anime. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và tốt lành. Ok anh em, như anh em cũng đã biết, trong chuyển sinh thành Slam, đại đa phần, mọi người đều biết, Rimuru nhà ta đã đặt tên cho rất là nhiều thuộc hạ, thuộc những bộ tộc khác nhau. Đầu tiên là Goblin, sau đó là Ogre Link Kijin, rồi đặt cho những chú sói phong tinh lang, rồi đến tộc thằng lằn, đến những ác ma. Chủ tịch nhà ta chơi đa dạng quá mà, thế nhưng trong đó, anh Rimuru nhà ta còn chơi rất là đặc biệt, đặt tên cho chính Ultimate Skill của mình, ban cho kỹ năng của mình hình dạng con người. Phải nói, chỉ có chủ tịch nhà ta mới dám làm thế chứ, chứ trong thế giới này không dám có người thứ hai đâu. Và hơn thế nữa, ban cho cơ thể mà lại y chang chủ tịch nhà ta mới ghê chứ. Đúng là người đã đi cùng với Rimuru ngay từ khi chuyển sinh sang thế giới này có khác. Và đó chính là Shieru, đã được vô số fan và anh em gắn nào là vợ cả của Rimuru. Rồi Shieru rất là dễ thương và bá đạo. Vậy thì hôm nay mọi người và Really Anime sẽ tìm hiểu xem Shieru đã được Rimuru đặt tên như thế nào, sức mạnh, skill, quyền năng và nhiệm vụ của Shieru với Rimuru là gì nhé. Đầu tiên, mình sẽ liệt kê ra các chap mà Rimuru đặt tên cho Shieru trong web novel và light novel khi Rimuru đặt tên cho Raphael thành Shieru cho anh em tìm và đọc nhé. Trong web novel, khi Rimuru đặt tên cho Shieru là chap 190 và trong light novel là chap 105 với tựa đề y chang nhau là Ultimate Skill. Ok anh em, đầu tiên mình sẽ cho anh em biết Rimuru đã đặt tên cho Raphael thành Shieru như thế nào nhé. Đang trong lúc cuộc chiến với Ma Vương Dino, sau khi Rimuru tiến hóa cho Gale lên Ma Vương và Zegon đánh bại Dino, thì Rimuru đã suy ngẫm về những skill. Anh đã tự hỏi bản thân rằng, thực chất, skill là gì? Rimuru đã có một cuộc thảo luận với chính thông tuệ vương Raphael để giải mã những skill của những người khác và Rimuru đã hỏi rất là nhiều câu hỏi. Đầu tiên, anh đã hỏi Raphael, thực chất, skill là gì? 2. Liệu có thể nhân bản cho Ultimate Skill rồi chuyển cho thuộc hạ hay không? 3. Liệu ta có thể ban cho thuộc hạ Ultimate Gift được không? 4. Sự khác nhau về cấp bậc của Ultimate Skill và Unicorn Skill và rất là nhiều câu hỏi khác. Sau khi Rimuru nghĩ ngợi, anh đã bảo, chứ giờ toàn gọi là Đại Hiền Nhân, rồi Raphael. Đó chỉ là cái tên của Skill sau những lần tiến hóa. Ultimate Skill của Rimuru đã chưa có một cái tên, thế là Rimuru đã đặt tên cho vua trí tuệ Raphael, cái tên là Manas Shieru. Trong quá trình tiến hóa, giọng nói của thế giới vang lên, nhưng Shieru có khả năng giấu cả giọng nói của thế giới. Chắc trong chuyển sinh thành Slam, có mỗi chủ tịch nhà ta mới nghĩ đến đặt tên cho chính Ultimate Skill của mình mà thôi. Đúng là bá quá anh em nhảy. Và Shieru đóng vai trò như là một người thân cận thứ hai bên cạnh Rimuru sau Ranga, và cô đóng vai trò như là một bộ não thứ hai của Rimuru. Về nhân cách khi còn là Raphael, Raphael được chứng minh là rất thông minh, mặc dù hoàn toàn trung thành với Rimuru, nhưng đôi lúc cô ấy thường thay đổi kế hoạch đã quyết định từ trước với Rimuru, bởi vì đôi khi những quyết định của Rimuru sẽ gây ảnh hưởng không tốt với chủ nhân của mình. Raphael đã theo dõi tất cả các cấp dưới của Rimuru để đảm bảo mọi người có được kỹ năng cần thiết để hỗ trợ Rimuru. Cô ấy là một nhà mưu lược hoàn hảo, một nhà chiến thuật tài ba và vui tươi. Cô ấy thường làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn trước và không nói với Rimuru bất cứ điều gì. Sau khi làm xong thì mới báo cáo cho Rimuru. Shieru đã dành tình cảm sâu sắc cho Rimuru, bắt đầu từ khi tiến hóa thành Raphael khi có cảm xúc. Điều này anh em đã thấy trong suốt bộ truyện. Về xuất thân, Raphael còn được gọi là King of Wisdom, là một trong những kỹ năng tối thượng của Rimuru Tempest. Ban đầu, khi còn là đại hiền triết, cô đã cùng gắn bó với Rimuru ngay từ khi bắt đầu đến với thế giới này. Lúc này đúng chất là chỉ là skill với đại hiền nhân. Cô đã giúp Rimuru rất là nhiều về các kỹ năng phân tích và trả lời những câu hỏi khi Rimuru đến thế giới này. Có thể nói, đại hiền nhân như là một cái Google vậy đó. Nhưng lúc khi còn là đại hiền nhân, nó vẫn còn bị giới hạn về những câu hỏi. Có nhiều câu hỏi vẫn bị hạn chế và không trả lời được. Nhưng sau khi Rimuru tiến hóa lên Ma Vương, đại hiền nhân đã trải qua bao nhiêu lần tiến hóa thất bại. Cuối cùng, cũng đã tiến hóa thành thông tuệ vương Raphael. Với việc tiến hóa như vậy, thì những hạn chế khi còn là đại hiền nhân đã được xóa bỏ. Giờ đây, cô có thể trả lời được hầu hết tất cả các câu hỏi trên thế giới. Nói vậy chứ, về câu hỏi như liên quan đến cảm xúc của con người thì chị vẫn bó tay nhé. Ví dụ như, giờ mà kêu bà giúp Rimuru hiểu cảm xúc của con gái thì chị bó tay, con gái là thứ khó hiểu nhất mà. Trong lễ hội thu hoạch tiến hóa Ma Vương, Raphael đã mượn cơ thể của Rimuru đang ngủ trong hình dạng con người để có thể tiến hành thực hiện nghi thức hồi sinh cho Sion và các Goblin. Raphael đã mặc chiếc áo choàng do Suna và Benimaru để lại. Ngay lúc này, bao anh em mới thấy được Raphael.
MLM như thế nào, bảo sao, không ai chết mệt được, về sau lại còn được bản thể y chang Rimuru nữa chứ, chết anh em nhà ta. Khi Shiaru còn là Raphael, cô hành động dựa trên tính toán chứ không phải là cảm xúc. Lúc đó, Shiaru đã hành động với những yêu cầu của chủ nhân của mình là Rimuru Tempest trước đó. Sau khi tiến hóa, Shiaru đã trở thành một nhân vật thông minh có cảm xúc. Cô ấy không thích bất kỳ ai khinh thường hay xúc phạm đến chủ nhân của mình là Rimuru. Cô tinh ranh và tinh quái, nhưng đồng thời cũng rất tốt bụng với những đồng minh của mình, đặc biệt là những người tốt với Rimuru. Bình thường, do cô ấy biết tất cả mọi thứ mà Rimuru nghĩ trong đầu, vì cô đã ở trong Rimuru, nên cô ấy sẽ giữ lại một số thông tin nhất định sẽ không nói với Rimuru. Trước khi là đại hiền nhân của Rimuru, thì Shiaru là người mang ý chí và nhân cách của Lucia quá cố. Nhân cách của Lucia đã bị xóa khỏi Raphael khi Lucia chết. Vào thời điểm đó, Raphael vẫn là một kỹ năng tối thượng vô cùng hiền lành và hơi lạnh lùng và tính toán. Có lẽ do bản chất tốt bụng của Lucia và xu hướng không có hận thù của chủ nhân cũ, không giống như Velda của Yuki ác ý hơn. Sau khi Lucia chết, Raphael trở lại hệ thống cho đến khi anh ta tái hiện lại một lần nữa với tư cách là đại hiền triết của Rimuru khi Rimuru chuyển sinh đến thế giới này. Sau khi Rimuru tiến hóa lên Ma Vương, đại hiền nhân đã trải qua biết bao nhiêu lần tiến hóa thất bại và cuối cùng đã thành công tiến hóa thành Thông Tuệ Vương Raphael. Trong sâu thẳm tâm trí vô cảm của Raphael là một bản ngã đã bị thu gọn vào một góc, nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Một tia suy nghĩ nhỏ đã sinh ra bên trong Raphael. Raphael không hề hay biết, sau khi nhận ra sự tin tưởng sâu sắc mà Rimuru dành cho Raphael, nó dẫn đến Raphael nảy sinh cảm xúc. Rimuru sau đó đã ban phước cho Ultimate Skill Wisdom King Raphael một cách bất chợt. Kết quả là sự ra đời của Shiaru, Manas, lõi trí tuệ của Chúa, và nó đã tách ra khỏi Ultimate Skill Wisdom King Raphael và đã trở thành một cơ thể tồn tại độc lập. Rimuru đã đặt tên cho cô ấy là Shiaru vì cô ấy dường như luôn dạy Rimuru mọi thứ, và Rimuru đã ban cho cô một cơ thể với ngoại hình y chang Rimuru. Vì đã ở trong tâm trí của Rimuru, từ khi Rimuru chuyển sinh đến thế giới này, Shiaru sau khi có được cơ thể đã nảy sinh cảm xúc và tình cảm với Rimuru. Còn lý do mà Rimuru đặt tên là Shiaru cho cô là vì từ trước đến giờ, Raphael hay Shiaru luôn là người dạy hết tất cả mọi thứ cho Rimuru khi đến thế giới này. Trước khi Shiaru có một bản thể, Rimuru coi Raphael như là một sensei của mình với tính cách của một người con gái. Thế nên, Rimuru đã gọi Shiaru là nữ và đã đặt tên là Shiaru. Oshiaru trong tiếng Nhật có nghĩa là dạy dỗ, và Shiaru là cách phát âm của tiếng Nhật. Thế nên, nhiều bạn cứ thắc mắc mình tại sao đọc Shiaru ở video trước đó. Đây là lý do nhé. Về các mối quan hệ của Shiaru, đầu tiên là Rimuru. Cô ấy xem anh ấy không chỉ là chủ nhân của mình khi đã có bản thể và có cảm xúc như một người bình thường. Shiaru còn coi Rimuru là chồng của cô ấy. Shiaru tồn tại để phục vụ Rimuru. Đây là lý do tại sao Shiaru có thể được coi là vợ cả. Bởi vì, nói tính ra, Shiaru được coi là người đã bên cạnh Rimuru đầu tiên khi Rimuru chuyển sinh sang thế giới này. Tiếp theo đó chính là Deaflo, Benimaru, Sion, Suna, Ranga, Gobuta, Zegion và tất cả các thuộc hạ của Rimuru. Cô ấy nói chuyện với tất cả các thuộc hạ của Rimuru thông qua hành lang linh hồn và hiểu được sự trung thành của tất cả thuộc hạ của Rimuru. Cô ấy cũng là người hướng dẫn tất cả về những skill cũng như sức mạnh, như là sự hợp thể của Gobuta với Ranga hay là Ultimate Skill của từng người với cách sử dụng và hạn chế. Về năng lực, skill, đầu tiên là năng lực, hiệu suất của tốc độ tính toán và các khả năng của cô ấy đã được cải thiện. Ví dụ điển hình là sau khi Rimuru tiến hóa lên Ma Vương, cách ứng xử và trả lời câu hỏi của cô ấy đã nhanh nhẹn và thành thạo hơn trước. Shiaru có thể che giấu cả tiếng nói của thế giới. Các kỹ năng tiêu biểu của cô: 1. Tăng tốc suy nghĩ, tăng tốc độ xử lý suy nghĩ lên đến hàng trăm triệu lần. 2. Chuyên gia phân tích, có thể được coi là một cái Google tự động nhé, mà bây giờ nó còn bá hơn nhiều. Bây giờ không chỉ trả lời được mà bây giờ còn thực hiện được, bá chưa anh em? 3. Xử lý song song, khả năng tách rời suy nghĩ và phân tích hiện tượng. 4. Hợp nhất, khả năng hợp nhất thành một bản thể duy nhất và mục tiêu được nhắm. 5. Tách biệt, khả năng tách rời bản thân và chiếm hữu mục tiêu. Nếu mục tiêu bị tách ra không có hình dạng vật chất, họ có thể sẽ biến mất. 6. Khi sử dụng ma thuật, niệm chú đối với cô không cần thiết nữa. 7. Khả năng thấu hiểu mọi hiện tượng không thể che giấu trên thế giới này. 8. Chuỗi thức ăn, có thể có được kỹ năng từ cấp dưới của một người. 9. Shiaru có thể chuyển giao, nâng cấp và tặng những kỹ năng cho người khác. Nhưng Shiaru chỉ có thể tặng cho người khác, chứ không giúp người được tặng có thể sử dụng thành thạo kỹ năng đó. Người được tặng kỹ năng phải tự cảm nhận mới có thể sử dụng được kỹ năng mà cô tặng. 10. Kỹ năng độc đáo của Shiaru, kỹ năng cốt lõi thông thái, tiếng nói của thế giới, và còn rất là nhiều kỹ năng khác. Mình chỉ liệt kê ra một vài skill tiêu biểu của Shiaru thôi nhé. Và sau khi được đặt tên thành Shiaru ở chap 190 trong web novel và 105 trong light novel là lần tiến hóa thứ hai của cô, và trong thời điểm đó có thể nói bất cứ thứ gì Rimuru hỏi cô đều có thể làm được. Cô và Rimuru đã có một cuộc thảo luận và phân tích và dung hợp những skill và ultimate skill.
cô đã giúp Rimuru loại bỏ tất cả các kỹ năng mà được cho là dư thừa không cần thiết của Rimuru. Và hơn thế nữa, cô còn giúp những kỹ năng đó dung hợp và tiến hóa thành một cấp độ mới. Và không những thế, Sierra còn giúp cho Rimuru phân tích và tổng hợp tất cả các thuộc hạ, từng người một về chủng tộc, danh hiệu, ma tố, sức mạnh và tất cả các skill và đánh giá từng thuộc hạ. Phải nói rằng, cô chính là một người con gái hoàn hảo nhất để trở thành vợ cả của Rimuru, người có thể giúp Rimuru ngày càng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn và sẽ giúp Rimuru cũng như thành phố của anh ấy ngày càng mạnh mẽ và phát triển. Đối với Sierra, cô hiện tại thì nằm trong top 14 nàng harem của Rimuru và mình cũng nói luôn, có thể Rimuru sẽ hốt hết tất cả harem của mình nhé. Có khả năng không xảy ra là Hinata và Sierra thôi, còn lại 12 người kia thì hốt hết là cái chắc rồi. Dù gì người ta cũng là chủ tịch mà, với trong thế giới này thì bao nhiêu vợ mà chả được. Chứ không, được một cô thành vợ mà mấy cô khác không được thì anh em biết rồi đấy, sẽ xảy ra nội bộ đánh nhau luôn đó. Không đùa đâu, ví dụ điển hình như là mới chỉ có chọn bộ quần áo cho chủ tịch thôi mà tất cả các thành viên đã muốn oánh lộn rồi, chứ nói chi một dàn nữ vào bem lộn. Anh em thấy sao về cô vợ cả Sierra này? Đối với Ada thì ngay khi đọc đánh giá mà Rimuru đặt tên cho cô thì đã cùng bà này vờ lờ rồi anh em ạ, cùng với Suna và Sion nữa. Bởi vì thông tin của Sierra rất ít nên mình chỉ có thể đọc và xem để giúp anh em có được một video hiểu sơ sơ về Sierra. Ok anh em, trên đây là video phân tích và tổng hợp về cô vợ Sierra, được coi là vợ cả của Rimuru. Anh em thấy sao về nhân vật này? Có xinh không? Có bá đạo không? Có cute không? Cô xứng đáng làm vợ cả hơn hay là Suna làm vợ cả hơn? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh mình bằng cách để lại một like, một subscribe, một comment và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.